Kính thưa quý vị, xin mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng ngày hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người tự xưng Đại Đức Thích Tam Phúc mặc áo tu sĩ có mặt trong quán nhậu là ai? Toyota Camry bất ngờ mất lái tông ba người đang uống nước phải đi cấp cứu. Xe bồn tông liên tiếp 4 ô tô khi xuống dốc cầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố hiện hữu về kỹ thuật, VTV phát bản tin thời sự 19 giờ trễ 14 phút. Công ty xổ số nói gì trước chuyện đại lý vé số OF không cho người bán dạo trả lại vé số ấy? Và sau đây là những thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 27 tháng 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng Đại Đức Thích Tam Phúc đã có những hành vi khiến dư luận bức xúc. Gần đây nhất, ông Nguyễn Minh Phúc đã mặc áo tu sĩ có mặt trong quán nhậu ở Gò Vấp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu vừa yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng Đại Đức Thích Tam Phúc. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây báo chí phản ánh nội dung liên quan về người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại Đức Thích Tam Phúc đã có nhiều hành vi khiến dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ông Phúc không xa lạ với những người dùng mạng xã hội cả nước khi xuất hiện trên YouTube, TikTok với hình ảnh một tu sĩ ăn mặn và có những phát ngôn chưa chuẩn chỉ như một bậc chân tu. Những hoạt động của ông Phúc đã gây ra những quan điểm trái chiều. Mới đây, ông này xuất hiện trong một quán nhậu tại quận Gò Vấp trong trang phục tu sĩ và bị công an quận Gò Vấp mời về kiểm tra ma túy. Trong văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng nếu phát hiện ông Phúc có hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm. Kèm văn bản này là một số bài báo phản ánh về những hoạt động của ông Phúc, trong đó trích dẫn lời Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng người này giả danh tu sĩ, giả mạo các giấy tờ chứng nhận thọ giới. Ngoài ra, các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ cũng được cho là giả. Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, việc một ai đó tu tại gia, tự xưng mà không ảnh hưởng đến ai thì không ai cấm. Tuy nhiên, nếu giả dạng nhà sư để quyên góp tiền bạc, lợi dụng lòng tin của người khác mà trục lợi, lừa đảo thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Quảng Ninh, ô tô khách 16 chỗ băng qua đường không giảm tốc độ đã va chạm với ô tô khác rồi lật nghiêng, trượt trên mặt đường. Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 27 tháng 7 tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô khách đang chạy qua ngã tư nhưng không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên bị ô tô 4 chỗ chạy theo hướng Cửa Ông, Cẩm Phả lao đến, húc mạnh vào phần đuôi xe khiến xe khách 16 chỗ lật nghiêng, trượt dài trên mặt đường. Người dân gần đó đã chạy tới ứng cứu, rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người. Hậu quả, ô tô khách bị vỡ hết phần kính lái, hư hỏng phần đuôi, còn ô tô 4 chỗ bị biến dạng phần đầu. Một chiếc Toyota Camry bất ngờ mất lái tông vào nhiều người đang ngồi uống nước trên vỉa hè tại Hà Nội, khiến ba người phải đi cấp cứu, còn đầu ô tô bị móc méo, nắp capo biến dạng. Ngày 27 tháng 7, Bệnh viện E thông tin về tình trạng sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn giao thông do ô tô Camry mất lái lao lên vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra đêm ngày 26 tháng 7. Cụ thể, vào 21 giờ 15 phút ngày 26 tháng 7, khoa cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận 4 nạn nhân tai nạn giao thông từ vụ tai nạn giao thông do một chiếc xe ô tô Camry 4 chỗ màu đen mất lái trên đường Phạm Văn Đồng đâm vào người ngồi trên vỉa hè. Ngay sau đó, các bác sĩ điều dưỡng trực đêm để tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân. Nạn nhân nam 32 tuổi ở Thái Bình vào viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương sọ não. Kiếp trực đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn không kết quả, bệnh nhân đã tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 55 phút ngày 26 tháng 7, ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 29A do tài xế V, sinh năm 1963, trú tại Tây Hồ, Hà Nội điều khiển, đi trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Thăng Long, bến xe Mỹ Đình. Khi đến số nhà 154 đường Phạm Văn Đồng, tài xế bất ngờ mất lái, khiến ô tô lao thẳng lên vỉa hè, va chạm với một xe máy, chưa rõ biển số và người điều khiển, đâm vào ba người đang ngồi uống trà đá. Cú va chạm mạnh khiến đầu ô tô bị móc méo, nắp capo biến dạng. Các vật dụng của quán trà đá vỡ vụn, vương vãi khắp vỉa hè. Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6 đã cử lực lượng đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp cùng công an quận Cầu Giấy giải quyết vụ tai nạn. Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra ma túy, nồng độ cồn trong cơ thể của tài xế ô tô và không phát hiện vi phạm.
Đây là hình ảnh tuyến đường song hành với đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, chiều dài toàn tuyến này khoảng 3,3 km. Trong đó, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Đỗ Xuân Hợp dài gần 2,8 km. Đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến Vành Đai 2 dài hơn 500 m. Công trình đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành chạy dọc khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2, xây dựng năm 2017, vốn đầu tư 869 tỷ đồng theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, những ngày này, tại công trường đường song hành có khoảng 50 công nhân cùng nhiều xe cơ giới đang khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị thông xe vào đầu tháng 8 tới. Một chiếc xe bồn đang chạy hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức, khi xuống dốc cầu Phú Mỹ thì tông liên tiếp 4 xe ô tô chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, xe bồn tiếp tục chạy khoảng 100m trước khi bị lực lượng chức năng chặn lại. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe bồn tông liên tiếp 4 ô tô ở cầu Phú Mỹ. Trước đó vào trưa ngày 26 tháng 7, xe bồn chở xăng dầu do nam tài xế lái chạy trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi xe xuống hết dốc cầu thì tông liên tiếp 4 ô tô. Chưa dừng lại, sau đó xe bồn đã tiếp tục chạy thêm khoảng 100m trước khi bị lực lượng chức năng chặn lại. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Tuy nhiên cả 5 xe đều hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Tại tỉnh Bình Định, một doanh nghiệp được tỉnh cấp phép khai thác cát, phục vụ các công trình theo chỉ định, nhưng doanh nghiệp này ngang nhiên tuồn cát bán cho các công trình khác. Tình trạng này được Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường ở sông Hà Thanh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, và đơn vị được cấp phép khai thác là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Khôi, trụ sở tại thành phố Quy Nhơn. Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho biết, do trên địa bàn có nhiều mỏ và nhiều xe chạy quá nên không thể nắm hết tình hình. Còn ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, nếu đúng như phản ánh sẽ thu hồi giấy phép. Trong khi đó, ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Khôi thừa nhận, công ty có sai trong việc bán cát cho bên ngoài. Họ mua rồi đem chở đi bán ở những nơi khác nên công ty không biết và không quản lý được. Ông Vinh nói thêm rằng, thời gian qua ông bị bệnh, phải nằm viện điều trị, những nhân viên quản lý đã không theo dõi tốt nên ông đã cho nghỉ việc. Một sự cố hy hữu xảy ra tại đài truyền hình Việt Nam VTV khi bản tin thời sự được nhiều người chờ đợi vào 19 giờ ngày 26 tháng 7, không thể phát đúng giờ mà bị trễ 14 phút. Theo giải thích của VTV là do sự cố kỹ thuật, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy. Đài truyền hình Việt Nam VTV vừa thông tin về sự cố kỹ thuật bản tin thời sự 19 giờ ngày 26 tháng 7 trên website của nhà đài vtv.vn. Trước đó, trong chương trình thời sự 19 giờ bị chậm, VTV cũng liên tục chạy dòng chữ xin lỗi khán giả vì sự cố kỹ thuật khiến chương trình thời sự phát cố định vào 19 giờ hàng ngày, không thể phát đúng lịch. VTV cho biết bản tin thời sự 19 giờ trên kênh VTV1 và VTV3 ngày 26 tháng 7 phát chậm 14 phút do trục trặc kỹ thuật. Hệ thống phát sóng và dự phòng bị treo vào đúng thời điểm lên sóng bản tin thời sự đã khiến đài truyền hình Việt Nam không thể phát sóng tại thời điểm đó. Sau hơn 10 phút khắc phục, bản tin đã được phát sóng trở lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bản tin thời sự 19 giờ của VTV gặp sự cố như vậy. Trước thực trạng nhiều đại lý vé số OF không cho người bán dạo trả lại vé số ấy, khiến nhiều người bán phải tràn ra đường chào mời khách và trả hoa hồng cho người bán vé số lẻ dưới 10%, các công ty xổ số nói gì? Ngày 27 tháng 7, ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết, nếu phát hiện đại lý nào còn ép không cho người bán dạo trả lại vé số ấy và hoa hồng tối thiểu của người bán vé số lẻ dưới 10% sẽ xử lý ngay. Ông Khanh cho biết, nếu đại lý cấp 2, cấp 3 vi phạm thì đại lý cấp 1 phải chịu trách nhiệm trước công ty xổ số kiến thiết. Ông Khanh cho biết thêm, sau khi nhắc nhở vẫn không quản lý được đại lý cấp 2, cấp 3 thì công ty sẽ cắt vé đại lý cấp 1 và đi đến thanh lý hợp đồng. Một khi một công ty thanh lý hợp đồng đại lý cấp 1, lập tức 20 công ty còn lại cũng thanh lý luôn. Còn ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thừa nhận có chuyện đại lý tăng giá vé, không cho trả vé ấy. Trước đó, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có công văn chấn chỉnh.
Xin chuyển sang những tin tức thế giới. Nổi bật là thông tin liên quan vụ con trai Tổng thống Mỹ là Hunter Biden bị cáo buộc tội trốn thuế. Vụ Hunter Biden là trung tâm trong màn đối đầu giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và việc kéo dài sẽ tạo rắc rối cho Tổng thống Biden tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tại tòa án liên bang ngày 26 tháng 7, ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã không nhận tội trốn thuế. Tháng trước, công tố viên David Weiss tiết lộ ông Hunter Biden đã đồng ý nhận hai tội danh liên quan tới thuế liên bang. Phần thuế này đã được đóng lại đầy đủ sau đó. Theo NBC News và ông Weiss chấp nhận kịch bản Hunter Biden nhận án quản chế vì tội trốn thuế chứ không vào tù. Vụ Hunter Biden là trung tâm trong màn đối đầu giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa cho rằng con trai Tổng thống bên đảng Dân Chủ được cư xử ưu ái. Ngược lại, sau những gì xảy ra ở phiên tòa ngày 26 tháng 7, những người ủng hộ đảng Dân Chủ xoáy vào việc thẩm phán Noreika là người do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Ông Trump, người được cho sẽ là đối thủ chính của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau, đã cùng các đồng minh đảng Cộng Hòa chỉ trích vụ Hunter Biden. Theo Reuters, việc kéo dài vụ Hunter Biden sẽ tạo rắc rối cho Tổng thống Biden tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tại Trung Quốc, ngày 27 tháng 7, trận mưa lớn bất thường đã trút xuống tỉnh Tứ Xuyên, gây ngập sâu, cuốn trôi nhiều ô tô trên đường. Trạm khí tượng đã ghi nhận lượng mưa lên đến 201mm, cao hơn mức kỷ lục trước đó là 163,7mm. Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng được huy động. Đã có 1.902 hộ dân với 6.473 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện chưa có thương vong được báo cáo, mức độ thiệt hại vẫn đang được thống kê. Diễn biến thời tiết mới nhất hôm nay ngày 27 tháng 7, bão số 2 di chuyển hướng Tây Bắc và đang suy yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến sáng nay ngày 27 tháng 7, bão Dusuri đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực Đông Bắc, Bắc Biển Đông. Như vậy, bão Dusuri đã trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Lúc 7 giờ sáng nay, bão ngay khu vực giáp ranh giữa Biển Đông và Thái Bình Dương. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, tức 134-166 km/h, giật cấp 17. Những giờ tới, bão số 2 vẫn giữ hướng di chuyển Tây Bắc về phía Nam của Đài Loan. Tuy nhiên, bão đang suy yếu dần. Dự báo đến sáng mai, bão chỉ còn cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7. Khu vực Đông Bắc vùng biển này có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuitre.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị cũng có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc sạch từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.